Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lập trình với kit STM324 Discovery. Như mình đã nói ở các bài trước thì chuỗi bài về giao tiếp với USB có hai bài. Một bài mình đã giới thiệu về làm việc với USB ở chế độ CDC Virtual Combot, thì bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách lập trình ở chế độ là Custom HDI. Thì bài ngày hôm nay nó hơi dài và phức tạp nên là mình sẽ tạm trước project. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách cấu hình và lập trình. Thì như thường lệ chúng ta sẽ sử dụng công cụ QMX. Ở đây là mình đã tạo sẵn rồi. Thì đầu tiên các bạn vào mục Reset and Clock Control này, chọn mục Crystal Ceramic Resolator. Mục đích là để cấu hình thạch cánh ngoài, mà động tác này là rất quen thuộc rồi. Sau đó là chúng ta sẽ kéo xuống, chọn USB on the go full speed. Ở đây mình chọn mode device only. Sau khi chọn mode device only xong thì các chân PA11 và PA12 đã được cấu hình là các chân D cộng D trừ của chuẩn giao tiếp USB. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình lên phần middleware. Mình vào mục USB device. Rồi ở mục này thì như bài trước là chúng ta sẽ chọn cái là communication device class, đúng không ạ? Nhưng bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giao tiếp với một cái chuẩn, đó là Custom Human Interface Device Class HDI. Đây là một chuẩn giao tiếp hoạt động ở chế độ tối đa là 12 megabit trên giây, rất là cao. Còn cái chuẩn CDC kia thì nó vẫn phải phụ thuộc vào tốc độ bot ở trên máy tính set. Rồi tiếp đó là mình sẽ sang mục cấu hình clock như mọi khi thôi. Mình sẽ cấu hình là 8M, chọn các hệ số chia như thế này để cho vi điều khiển ở dưới chạy được với tốc độ 168 MHz. Và đây các bạn thấy là cái phần có cái phần clock dành cho USB mình phải cấu hình là 48M đấy ạ. Chọn hệ số chia là 7. Rồi tiếp đó mình sang mục cấu hình cho USB. Nhiều mục connectivity thì các bạn chọn vào USB on the go full speed. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là speed ở đây nó ghi là 12 megabit trên giây, tốc độ tối đa. Ở đây cái endpoint ở đây là 64 byte hoặc nhỏ hơn thì chúng ta sẽ để 64 byte để khai thác tối đa tài nguyên của nó. Rồi tiếp đến là mục NVIC setting, nó đã được tự động cho phép ngắt rồi. Rồi chúng ta không cần phải chỉnh gì nhiều, quan trọng nhất là phần này đây, USB device. Ở trong mục parameter setting thì các tham số các bạn chỉnh như thế này. Ở đây có hai cái endpoint này, một cái in endpoint, hai là cái out endpoint, chính là cái số lượng byte nhận về và số lượng byte truyền đi của cái USB này đấy ạ. Thì ở cái này các bạn kích vào có thể nhìn thấy là cái giá trị này lên là từ khoảng từ 2 đến 255 đúng không ạ? Còn ở dưới thì nó nói là cái giá trị này lên khoảng từ 2 đến 64. Thì để cho bài này mình chỉ ví dụ thôi, nên là mình sẽ cho hai cái giá trị này là cùng bằng 64, là cái giá trị tối đa của thằng ở dưới. Đây chính là số lượng byte có thể truyền và nhận tối đa của cái USB này trong một lần truyền của nó là 64 byte, tương ứng với 64 ký tự. Tiếp đến là mục Device Descriptor. Ở đây chính là cái mục mô tả thông tin cho cái USB. Ở đây có một cái đó là VID, chính là Vendor Identifier. Các bạn có thể để mặc định hoặc các bạn tự đánh một cái số như thế này. Nhưng mà mỗi khi các bạn điền một giá trị vào đây, các bạn phải để ý là giá trị của nó là phải trong khoảng cho phép nhé, từ 0 đến 65.535. Rồi tiếp đến các cái mục khác thì các bạn có thể để nguyên hoặc thay đổi cũng được. Ví dụ như là tên nhà sản xuất này, rồi Product ID này, tên của USB này. Ở đây mình đã cấu hình sẵn rồi và mình đặt tên như thế này. Rồi tiếp đến các bạn kích vào OK. Rồi ở đây các bạn có thể quan sát lại trong mục NVIC. Đây nó đã tự cho phép USB on the go full speed rồi, và tất cả những cái tham số cần thiết nó đã tự động được enable. Tiếp đến là các bạn kích nút này để sync code ra. Ở đây mình đã sync code rồi nên là mình sẽ không sync code nữa, được chưa? Rồi sau khi sync code ra xong thì các bạn mở chương trình QMX lên, mở chương trình KMV5 lên. Thì đầu tiên là ở đây là cái hàm main.c thì mình chưa quan tâm vội. Các bạn kéo xuống mục là application user, các bạn vào mục USBD custom HDI.c. Ở đây là các bạn có thể nhìn thấy là mình khai báo ở đây, cái file này nó khai báo một cái thư viện tên là file.h của nó, đúng không ạ? Thì ở bên hàm main.c mình cũng cần, nên mà mình phải copy cái dòng là include này, mình copy để vào cái file main.h đây ạ, để vào cái file main.c, quên mất rồi. Mình ở bên này mình viết một cái hàm nữa là hàm USB RX interrupt, chính là hàm khi mà USB nó nhận được dữ liệu thì mình viết ở bên hàm main.c để cho nó dễ thao tác. Thì mình viết ở đây rồi, thì sau đó mình lại phải khai báo theo kiểu extern sang bên này.
để cho cái ham này nó có thể sử dụng gọi cái ham của mình. Rồi tiếp đến là mình kéo xuống dưới. Rồi cái mục này khi mới tạo project ra thì nó chưa có các tham số này đâu. Các bạn phải copy từ project mình đính kèm ở bên dưới, các bạn paste vào. Đây chính là những cái dòng mô tả về thông số của cái USB này. Các bạn có thể đọc các cái mô tả ở đây. Ví dụ như là giá trị tối đa rồi các thứ. Rồi kích thước bộ nhớ, report, input. À đây quên, các bạn phải chỉnh thêm một cái thông số nữa. À, các bạn bôi đen vào cái này, xong bạn ấn nút F12. Nó tương ứng với việc là chuột phải xong rồi go to defilation thôi. Phím tắt là F12 các bạn ạ. Các bạn ấn nút F12. Các bạn sửa đây là số 64 cho mình. Đây chính là 64 endpoint inside. Đây các bạn có thể nhìn thấy là endpoint inside. Rồi, ở dưới nữa các bạn cũng phải sửa là 64. Chính là endpoint outside. Nó giống như cái tham số các bạn vừa nãy cấu hình đấy ạ. Đấy, một cái nữa là cũng sửa thành 64, đó chính là cái description size. Đấy, các bạn sửa cái ba tham số ấy là 64 cho mình. Như vậy là đã xong. Rồi, các bạn chỉ quan tâm đến một cái ở dưới nữa thôi. Đó chính là cái hàm là USB custom HDI out even. Đây chính là cái hàm mà khi USB nó nhận được dữ liệu thì nó sẽ nhảy vào đây. Thì ở cái hàm này mình sẽ gọi cái hàm USB RX interrupt của mình ra. Cái hàm này mình viết ở bên main.c rồi các bạn. Các bạn chỉ việc gọi nó vào trong này thôi. Như vậy là đã xong. À, còn một cái việc nữa, ở đây là các bạn copy, ở đây các bạn là bôi đen cho mình cái dòng này. Đó là USB custom HDI send report. Cái hàm này dùng để gửi dữ liệu từ dưới vi điều khiển lên trên máy tính. Thì các bạn bôi đen như thế này, các bạn ấn F12 cho mình. Đó thì nó sẽ đi đến nơi mà nó được định nghĩa. Các bạn copy toàn bộ cái khai báo này, bao gồm cái ra tên của hàm với cả các tham số, các bạn copy như thế và các bạn paste vào hàm main.c của mình. Đây chính là cái dòng này đấy, đây chính là đang khai báo theo kiểu khai báo nguyên hậu, khai báo nguyên mẫu của hàm đấy. Đó các bạn copy paste vào đó. Rồi xong bây giờ mình sẽ giải thích thêm các cái hàm ở trên này. Các cái hàm này thì các bạn biết rồi đúng không ạ, GPIO mới init rồi system clock các thứ nó có rồi. Ở đây để nhận dữ liệu thì mình phải khai báo một cái mảng unsigned 8 bit có gì nhỉ, kích thước tối đa là 64 byte. Rồi ở đây mình muốn gửi dữ liệu lên máy tính theo kiểu echo, à theo kiểu send data, thì mình sẽ khai báo một cái biến, mình đặt giá trị là 32, ban đầu là 32 các bạn, và khai báo một biến chỉ số y. Ở đây các bạn phải khai báo lại một cái extern usbd handle tie depth hard usb device full speed. Nó chính là cái này các bạn ạ, nó chính là cái đoạn câu lệnh này. Đây nó đã được khai báo extern ở bên cái hàm mà .c này rồi, ở cái hàm usb custom hdi .c rồi. Các bạn chỉ việc copy paste sang đây thôi. Đó cái giao tiếp với usb này thì nó hơi phức tạp một chút, bởi vì là các hàm của nó viết trên nhiều tệp khác nhau, việc include rồi sử dụng lại thì mình phải làm thành thạo, không thì nó rất là phức tạp. Rồi tiếp đến ở dưới này là đây ba cái hàm này, sau khi QMX sinh ra nó đã có rồi. Tiếp đến là cái hàm Y1 là mình sẽ liên tục gửi dữ liệu lên máy tính đúng không ạ. Mình sẽ sử dụng cái hàm USB HDI send report, chính là cái hàm các bạn vừa khai báo nguyên mẫu ở trên đấy ạ. Các bạn sẽ truyền vào tham số chính là cái handle tie depth của cái USB. Đây chính là cái này đấy ạ, chính là cái thể hiện của cái USB đấy ạ. Truyền vào theo kiểu lấy địa chỉ đúng không ạ, sau đó là truyền địa chỉ của cái biến mà cần truyền đi. Ở đây của mình là cái send data này đúng không ạ, send data của mình đang để là 32, tức là dấu cách hay là gì đấy mình cũng không nhớ rõ lắm. Các bạn để là send data, nhớ là phải có địa chỉ đằng trước. Sau đó số 1 ở đây chính là số lượng byte cần truyền đúng không ạ. Ở đây send data của mình nó là một biến đơn đúng không ạ, thì mình sẽ để là 1. Nếu các bạn muốn truyền một chuỗi thì các bạn phải lấy độ dài của cái chuỗi đó, giống như cái bài trước mình hướng dẫn ở cái bài USB CDC đấy ạ. Các bạn dùng cái hàm search length để các bạn lấy độ dài của chuỗi. Ở đây mình chỉ đơn giản là mình gửi một ký tự 1 thôi, nên là mình sẽ điền số 1 vào đây. Sau đó mình delay khoảng tầm 2 giây để cho chúng ta kịp nhìn thấy dữ liệu. Sau đó ở đây là mình làm cái công việc này thôi, đó là cộng send data bằng 128. Nếu đúng bằng 128 thì send data bằng 32. Cộng ở đây đứng đằng trước thì người ta gọi là tiền tố, nghĩa là mình tăng giá trị send data lên 1. Đó. Và so sánh nếu bằng 128 thì mình sẽ cho nó trở về 32. Tại sao ở đây các cái giá trị này mình cứ phải lặp đi lặp lại trong cái khoảng từ 32 đến 128 mà không phải là các số khác? Bởi vì cái số từ 32 đến 128 nó là cái mã ASCII của những cái ký tự có thể nhìn thấy được các bạn ạ. Còn những cái ngoài nằm ngoài cái vùng từ 32 đến 128 này, đó là mã ASCII của những cái ký tự mà không thể nhìn thấy. Nó là các cái phím chức năng đấy ạ.
như là Enter rồi F1, Shift, Siếc các thứ đó. Rồi tiếp đến là cái hàm USB RX Interrupt này, thì ở đây mình sẽ phải khai báo một cái như thế này, nó rất là dài, các bạn phải nhìn hoặc là các bạn copy lại. USB Custom HDI Handler Tidep, khai báo một con trỏ kiểu đặt tên là My USB bằng cái thằng USB USB Device FS, F về kiểu con trỏ đó, F kiểu đó. Chính là cái đoạn ở đầu này là F kiểu, xong rồi trỏ đến cái class data của nó, được chưa? Rồi xong đến đây là mình sẽ xóa cái bộ nhớ đệm trước khi mình đọc dữ liệu, đúng không ạ? Bởi vì cái mảng của mình lưu vào USB rồi, buffer này, mình sẽ muốn là trước khi nhận dữ liệu thì cái mảng này phải được trống rỗng, không có gì. Thì mình sẽ cho một vòng for chạy từ 0 đến nhỏ hơn 64 và cái giá trị của từng phần tử trong mảng phải bằng 0. Rồi tiếp đến ở đây là mình truyền theo kiểu này các bạn ạ. Đầu tiên là ở trên máy tính nó có dữ liệu nó truyền xuống, thì cái byte đầu tiên ấy nó sẽ là tổng số lượng ký tự ở đằng sau các bạn ạ. Tức là mình truyền, ví dụ mình truyền 3 byte dữ liệu thì mình phải truyền đi 4 byte, trong đó byte đầu tiên là thể hiện là có 3 byte dữ liệu ở đằng sau đó. Thì đây chính là mình viết một cái như thế này để nhận này, My USB, cái dữ liệu nhận về thì nó nằm ở trong cái này, My USB trỏ đến cái report book, được chưa ạ? Trong đó cái report book ở vị trí ban đầu chính là số lượng các phần tử, số lượng các dữ liệu cần phải nhận đấy ạ, chính là số lượng cái thông tin có ích mà chúng ta cần phải nhận. Thì chúng ta phải chạy một vòng for từ 0 đến nhỏ hơn cái report book 0 này, bởi vì cái report book 0 nó đang lưu là cái số lượng byte dữ liệu có ích mà chúng ta cần phải nhận. Sau đó là bây giờ vào vòng for rồi thì mình mới sẽ cho là cái mảng buffer này bằng cái này truy xuất đến cái phần tử ý. Thì dữ liệu cái như mình nói là cái phần tử đầu tiên thì là chứa là số lượng byte, số lượng byte cần phải nhận. Thì dữ liệu bắt đầu tính từ cái phần tử thứ hai, đúng không ạ? Thì đây y của mình đang bằng 0 đây, tính từ phần tử thứ hai thì y phải cộng lên 1, đúng không ạ? Chỗ này thì nó hơi phức tạp một tí, các bạn ngẫm ngẫm một chút là nó sẽ ra đấy, không quá phức tạp đâu. Đấy, như thế này là xong rồi. Rồi xong rồi thì các bạn biên dịch này, ấn phím F7 này, không có lỗi gì đúng không ạ? Sau đó là các bạn vào chế độ debug này. Các bạn vào chế độ debug này. Đó, ở đây là mình đã vào chế độ debug cho các bạn xem. Một là mình đang muốn theo dõi cái biến send data, xem là cái dữ liệu ở dưới truyền lên nó bằng bao nhiêu. Ở đây nó đang giá trị ban đầu là bằng 32, đúng không? 32 nó thể hiện ở bên phải của nó chính là cái dấu cách. 32 là mã ASCII của dấu cách các bạn ạ. Còn cái USB RX buffer đang có giá trị là 0 tất, bởi vì mình chưa nhận dữ liệu, được chưa ạ? Sau đó là các bạn cắm cái cổng micro USB vào cái cổng CN5 ở trên kit và cắm vào máy tính. Mình quên nhắc các bạn là chúng ta phải cài driver cho cái thằng này. Thì ở bài này mình sẽ đính kèm cái driver ở dưới phần mô tả. Các bạn sẽ cài driver vào và các bạn sẽ nhìn thấy ở mục My Computer này, mục Manager này, các bạn phải nhận được cái driver như thế này thì là máy tính mới nhận được nhá. Có một cái đó chính là đâu nhỉ? À rồi, mình quên, để cho máy tính nhận driver các bạn phải kích vào nút run nhá, nút run để cho cái chương trình vi điều khiển ở dưới nó chạy, thì ở trên máy tính nó mới nhận được driver. Các bạn kích vào nút run này, đó thì dữ liệu của mình đã bắt đầu truyền rồi đấy ạ. Nhưng mà ở trên mình chưa có phần mềm nhận, tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái driver của nó đây chính là cái lib usb win32 device và cái tên thiết bị của mình đây như thế này, giống hệt như cái tham số mà mình vừa cấu hình ở trong cái QMX đấy ạ. Đây nó chính là cái tên này đấy ạ, USB Custom HDI Interface đấy, nó chính là cái tên ý, nó đã được thể hiện ở đây rồi. Các bạn phải cài được cái driver thành công như thế này thì quá trình giao tiếp thì mới diễn ra được thuận lợi, được chưa ạ? Còn về mặt nhận dữ liệu ở trên máy tính thì nó không đơn giản như cái bài USB CDC là có một cái phần mềm tên là Terminal để nhận. Ở trên này thì bắt buộc các bạn phải tự viết một cái chương trình gì đó.
Ở đây thì có rất nhiều ngôn ngữ để các bạn viết trên máy tính như là Java, C Sharp hoặc là Delphi. Ở đây mình đã viết sẵn một cái chương trình nhỏ nhỏ thôi bằng ngôn ngữ C Sharp để nhận dữ liệu trên máy tính. Rồi, các bạn đợi mình một chút. Đây, mình sẽ đính kèm luôn cái project này để cho các bạn tải về. Những bạn nào có C Sharp thì có thể mở cái file code này lên để xem code trên máy tính. Còn những bạn nào chỉ cần chạy mô phỏng thì các bạn có thể vào cái mục Demobook này và tìm đến cái file .exe mình đã biên dịch ra ở đây rồi. Đó, giao diện của phần mềm trên máy tính thì nó là như thế này. Ở đây có một nút connect này. Ở đây là cái ô transmit này, tức là các bạn gõ dữ liệu vào đây, xong các bạn kích nút send đi thì nó sẽ truyền. Ở đây là số byte mà nó sẽ truyền sau khi bạn nhấn nút send. Ở đây là cái ô receive data, tức là cái ô dữ liệu nhận về, và đây là số lượng byte nhận. Được chưa? Bây giờ mình sẽ mở song song hai chương trình lên để xem nó hoạt động có chính xác không. Đầu tiên là các bạn kích nút connect này. Đó, các bạn đã thấy là các thông tin về USB như là product name này, vendor ID này, product ID này, rồi manufacturer nó đã hiển thị rất chính xác ở đây, đúng không ạ? Đồng thời cái nút send này nó cũng đã được enable lên để cho các bạn gửi dữ liệu. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, dữ liệu nhận được của mình rất là chính xác so với cái dữ liệu gửi ở dưới này. Đó, chữ C này, chữ D này, chữ E này. Ở đây nếu các bạn nào tinh ý có thể thấy là phần mềm trên máy tính còn nhận được dữ liệu nhanh hơn cả cái phần mềm Redbook ở dưới, đúng không ạ? Ở trên này hiện chữ, đây các bạn để ý này, đấy chữ G rồi, ở dưới nó hiện chữ G, chữ K rồi nó mới hiện chữ K. Các bạn có biết tại sao ạ? Bởi vì là cái tốc độ giao tiếp giữa USB với máy tính là full speed là 12 megabit trên giây. Còn cái tốc độ debug ở dưới các bạn set nó chỉ được tối đa là 4 megabit thôi. Về lý thuyết thì nó là như thế, còn về thực tế thì có thể nó không được đạt bằng. Thì bây giờ mình sẽ thử truyền một cái chuỗi ký tự được không ạ? Mình sẽ truyền cái chuỗi hello này đi. Đó, các bạn đã thấy ở dưới nó đã nhận được cái chuỗi hello này, đúng không ạ? Đó. Ở đây các bạn để ý nhá, cái chuỗi hello của mình này có 5 ký tự thôi, nhưng mà tại sao ở đây nó hiện là number of transmit tính theo byte là 6? Bởi vì như mình nói với các bạn đây là mình truyền bao nhiêu ký tự thì mình phải chèn thêm một ký tự là tổng số byte ở đằng trước để cho cái hàm RX này nó còn dựa vào đó mà nó nhận. Dữ liệu của mình thì bắt đầu từ phần tử thứ hai cơ. Còn ở đây ví dụ này, mình truyền cái chuỗi hello này đi thì trước cái chữ H này mình phải truyền một cái ký tự để thể hiện là đằng sau có 5 ký tự dữ liệu, đúng không ạ? Giờ mình sẽ truyền thử cái chữ khác này, ví dụ mình truyền chữ A thôi. Đó, ở đây đã nhận được chữ A này, và tất cả các cái thành phần khác của cái mảng RX buffer này nó đã được reset về không, đúng không ạ? Không có gì thay đổi. Ở đây mình chỉ truyền một chữ A thôi, nhưng mà nó lại hiện là có hai ký tự đã được truyền đi, bao gồm một ký tự data của mình và một ký tự là tổng, cái ký tự gọi là gì nhỉ, số lượng byte mà dữ liệu có ở đằng sau. Đấy, phần mềm của chúng ta hoạt động rất là chính xác. Đó, các bạn có thể truyền tối đa là 64 ký tự, nhưng mà phải trừ đi một cái ký tự gọi là tổng số byte thì nó là còn 63. Đây các bạn có thể truyền cả chữ cả số rất là chính xác. Ưu điểm của cái chuẩn giao tiếp này là tốc độ đạt cực cao và cực kỳ ổn định. Đó. Các bạn nhìn dữ liệu truyền ở dưới so với ở trên rất là chính xác. Cái number receive byte này nó luôn luôn là 1, bởi vì mình ở dưới lúc nào mình cũng gửi là 1 mà. Các bạn có thể thay đổi, các bạn gửi một chuỗi ở dưới lên, gửi một chuỗi có nhiều ký tự thì trên này nó sẽ hiển thị thì giống như kiểu của các bạn thôi. Đó, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ disconnect chương trình và tắt đi. Rồi sau đó mình tắt đi book đi. Rồi ở đây mình sẽ lưu ý với các bạn một chút, đó là gì nhỉ? Để cái chương trình này hoạt động thì cái phần cài driver là cái phần lằng nhằng nhất ở trên này, bởi vì là không phải là các bạn kiếm ở đâu cũng ra cái driver này, thì các bạn phải làm như thế này. Ở đây mình đã làm thế này, các bạn lên Google các bạn gõ cái này lib usb .lét, các bạn vào đây, các bạn tải cái thằng này về, cái thằng lib usb .lét này về. Thực ra quan trọng nhất ở cái lib usb .lét này nó chính là cái thư viện để cho các bạn lập trình trên C# đấy ạ. Thì quan trọng nhất đó là chính cái file dll của nó dùng để lập trình,
Ngoài ra khi các bạn tải về, các bạn cài đặt như một phần mềm thông thường ấy, thì nó sẽ ra một thư mục ổ C như thế này, nó tên là libusb.lét này, các bạn kích vào đây. Đây, quan trọng nhất là cái file libusb.lét.dll dùng để lập trình ở trên máy tính. Ở đây bài này thì mình không nói về lập trình trên máy tính, các bạn tự tìm hiểu, hoặc là bạn nào yêu thích thì có thể lập trình hoặc là dùng ngôn ngữ khác cũng được. Ở đây mình dùng C# thì mình sẽ dùng cái thư viện này. Trong này nó có rất nhiều các cái công cụ hỗ trợ đi kèm, trong đó có thằng tên là INF Wizard này. Thằng này chính là thằng này dùng để sinh ra driver ở trên máy tính cho cái thằng kia. Đó. Thì đây các bạn kích vào đây, các bạn chọn cái thiết bị của các bạn mà cần sinh driver. Ví dụ ở đây là mình chọn thế này. Xong rồi các bạn kích next, rồi là nó sẽ sinh ra driver cho các bạn như thế này này. Đối với bạn nào mà muốn tự tạo driver ấy, nó sẽ sinh ra một cái driver như thế này. Đó. Giống như hệt như các cái driver mà nhà sản xuất mà chúng ta hay đào ở trên mạng ấy. Còn đây là các bạn tự đẻ ra nó. Đó, có các phiên bản x86 và x64, các bạn sẽ kích vào đây tùy thuộc vào máy của các bạn là 32 bit hay là 64 bit, các bạn sẽ kích vào đây và các bạn cài. Đó, như vậy là đã đủ tất cả các bước để các bạn tự xây dựng ra một cái chương trình bằng USB hoạt động ở lớp custom HDI. Rồi, và hôm nay thì mình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau.